Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn với channel của mình. Mình là Chess Togami đây. Hôm nay chúng ta sẽ đây về Mini World tập thứ 2 series sinh tồn Edenmark. Và nếu các bạn thích video này thì các bạn hãy nhấn một like, share và subscribe và nhấn cái chuông để nhận những thông báo nhất của channel mình nhé. Và lâu cũng một tuần rồi mình đã không làm series Mini World. Và hôm nay mình sẽ làm cho các bạn xem. Các bạn chờ mình một tí nhé, mình sẽ quay trở lại thôi. Và mình đã quay trở lại đây các bạn. Và hôm nay mình không làm video được, nên mình có rảnh mình làm đi ma. Và mình đi mai và mình đã kiếm được 2 viên kim cương. Và mình định dùng 2 viên kim cương này để làm một cây cấp. Rồi, một cái kiếm năng lượng. Đây, một cái kiếm năng lượng. Và là dùng 2 kim cương, một thỏi sắt và một khúc gỗ nhỏ sẽ ra được một viên kim cương, một cái kiếm năng lượng. Sắp tấn công là càng chiến càng 40. Tụ lực xuất hiện nhanh phía trước, gây sát thương lên kẻ địch đụng phá. Hình như tỏa ra năng lượng kim cương. Và mình sẽ chết tại nhất bọn. Yes. Ở đây, đây là cái kiếm kim cương. Nên mình mở ra đây giống như thế này cho dễ nhìn chị. Bé gấu chết tô đã cầm một cái kiếm năng lượng. Dạ chứ. Và không nhiều chuyện nữa. Và mình sẽ đi thử một vài con mình sẽ thử cái hôm này. Ôi không có. Và mình định sẽ đi mai của định sẽ tìm mai và bữa nay mình đi kiếm có chỗ mà mình đi kiếm gỗ cơ. Mình bữa tối qua mình lọt còn mình đi kiếm một nơi cơ mà sáng tiện cơ. Mình đi gì mình đi mai luôn cơ. Đây cái số một hòn phía đó là có kim cương và đá emerald, gọi là như là trong này là đá không tước, đá lam với là vòn sát vân vân. Và mình định nuôi bò để có gió cho mềm. Ở đây này mình cũng không nhớ rõ, như là ở eo biển có mắt biển mình không biết trên nào. Quay dài để mình hay mai gì nào hướng dương có thể mình đem trồng và để nuôi kiếm mật. Nhưng các chuyện mình có những chuyện là chút và như là nó ở gần đó.
Nếu nhớ không nhầm nó là ở gần đây lắm. Ngôi quyết giấc này là mình để định làm cái áo tròn. Hồi nãy có một con nai mà bị nổ, trong bụng nổ, nay mình chế cho nó mình có không. Mình đã biển đi quanh quanh như này cũng có, mình nhớ rất rõ là cũng có hôn cái này mà biết nó là ở đâu. Thôi bên này là cứ nó một cái hôn đó mà. Chắc không có thể lại đói ở đó. Ồ hiên trong một nhộn đỏ mình được mà lùm có tròn màu đỏ mà. Về ở tròn màu xanh nó luôn mà. À gì ồ, mình có mặt chết gì luôn. Mình nhớ là ở phía nào phía đây là hướng này, hướng này để xem mình sẽ đi hướng đó. Mình nhớ là không trước không lần bây giờ mới nhớ. Gần buổi tối ngủ đi như thế. Yes. Và bây giờ mình sẽ đi vào cái này. Cái nào? Giống như nãy phim kia là phim kia là phía anh đâu ai giúp xéo nghĩa là xéo này.
buồn mà nghe trong buồn nghe tiếng trống bom. Ở đó là một có một rừng, một rừng rừng cây thế nào mình chết, mình nhớ mình chẹt luôn. Không như nhiều nếu tìm không ra thì mình có thể là xuống tầng 11 và đi lại lại. Hình như cũng ở gần, rất là gần đâu. Mình sẽ đi chặt cây quá. Đi về. Tự nhiên là tên kia là Trúc. Đó là có một con rừng luôn. Rừng ở đây này. Đây là xong không? Đi bộ đi biển chơi. Mình ăn chan hay là mình để phụ món luôn các bạn, phụ mai ở trên này theo nam này phụ món luôn xác nhận và mình đã ăn chan luôn cây kiếm thì kiếm năng lực, năng lượng là tìm này là sắc nhọn. Ôi, nhiều quá nào. Mình đi về nhanh về nhà và tạo một cái đường hầm xuống tầng thứ 11. Nhớ đó rất là kỹ vì chỗ đó là đó có một quân chứ
vòng tròn đó các bạn. Mình nhớ ở đó là có sao thạch, sao thạch. Mình xem các bậc tự động nhảy chưa. Tự động nhảy rồi mà nó ôi có thể dùng đó đúng một sắc bén. Mình sợ trong này là có trong bông, vì trong bông này rất là hùng dữ, hung tàn, độc ác, ghê tởm. Chỉ cần nổ một cái là coi như là bọn đó không cẩn thận, bọn đó cháy trong lửa gì đó, không may đã bị trong lửa giết. Rồi mình đặt rơi thành 62. Bảo đây luôn. Là cái xém là xém là cái tiệm này ra đây. Đó không cần, ngoài không cần. Thì là cúc chim sẽ à, biết chứ không à. Hồi nha, biết chứ không à. Và mình sẽ trồng ha cây và mình sẽ làm luôn đầu cây luôn bằng cần cầm đó không. Nó mà không cần nên như vậy mình sẽ đào một ít đó ở đây. Cái tên này là được rồi. Mình sẽ trồng phần ít thôi, phần ít thôi. Không cần là nhiều.
mình làm sơ ra thôi chứ. Được rồi. Vâng. Ở đây. Sẵn. Mình sẽ đào tới tầng 11 và mình sẽ kết thúc. Đặt trong một cái gì một con là mà con chứa hôm nay mình sẽ đào ở đây. Nghi ruộng mai hầu có thể túng lại cái chỗ đất này nè. Ôi không 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 mình đi. Đây là gì? Mình quay. Chúng sang đây. Bò mười lót lò thì xuống mạnh thôi. Mình nghe tiếng quái vật không? Không nhầm đâu. Mình đón muốn đi vâng bọn mình sẽ đi lấy vàng thôi.
và mình sẽ không lấy gì nữa. À, có xác ra thì lấy xác luôn. Mình xem mình bỏ gì được nhỉ? Có bỏ không khó là nhiều vòng. Đi quanh quanh như này và đây lại không sống. Ồ, đúng là giờ đang là buổi tối quá. Có đất không thức quá. Ồ, có nhiều ngõ quá ơi. Đó, bây giờ đông rất là nguy hiểm mà. Và mình sẽ bỏ cái này vào đây. Mũ giáo. Tù lực đến bài. Nhưng gì bị nào màu. Xong quá là nguy hiểm, đúng là nguy hiểm hết chỗ nói. Mình sẽ lấy cướp cuốn sách đây. Và nữa gần 2 sát. Mình sẽ đào sâu bên kia. Mình rất là ngay bên kia. Sẽ mình lấy giống. Mình không muốn. Ôi, may quá các bạn ơi. Ôi, bên này cũng có bạn ơi. Nhưng may mắn quá. Có hai con bạn ơi. May lắm. Vâng, đúng không? Ôi, nguy hiểm, nguy hiểm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
các con kêu mình rất là sợ. Ha, quay về đi các bạn ơi. Mình sẽ lấy thân được chứ không lấy cái gì nữa. Đây xuống tầng 11 có thể gặp được kim cương. Nên mình sẽ tự động rút lui. Thế là mình rung người đúng không? Rồi, đầy mất rồi bạn ơi. Bỏ này. Trời ơi, trời ơi, các bạn ơi. Mình sẽ từ từ đi lên. Ừ. Mà mình kịp thời nhảy xuống rồi. Chứ không là... Và mình nhắc nhớ là nếu mà con là con sư nhân mà nó mà đi qua cây cái đúc nó có cây cái giá của nó sẽ cũng biến thành là lửa luôn. Nó rất là nguy hiểm. Ôi trời mình run rồi không? À, có em có em rồi đã không tước đã không tước màu xanh này cũng rất là giống màu chân của mình, màu chân của bé trúc bé đốt trúc. Vô lạnh người cũng mọi người. Mình sẽ chờ tới cho tới là sống rồi mình sẽ giống này. Đây có rất là nhiều thon và mình cũng gần là được 3 stat thon nữa bạn. 3 stat thon cũng rất là khó, rất là nhiều thon. Còn và cùng thon với nhà cũ của mình đúng không? Mình làm giúp cho mấy bạn kia. Nhưng mà làm này các bạn làm quá các bạn không vào được. Nên là rất là buồn. Nó ra tới bóng. Đỡ đúng không bạn? Nhiều sát nhiều vòng. Để xem 21 sát 9 vần một ngày bội thu. Có thể mình sẽ làm buổi phát hoặc là có nếu có gì vần thì mình có thể làm buổi vần. Và đó mình làm buổi phát hay là buổi gì đó. Mình muốn áo tròn một vần ở vòng vòng hơi chạy ma về. Mình sẽ đi đào tiếp luôn. Bây giờ 1:00 ở trên này nữa mình không chú ý. Ồ, có hai đường. Ôi nhảy nhảy. Ôi nhảy cứ ê. Dây quán này đầu tiên. Ôi đứng lại người cứ đúng không?
Rồi mơ quá đi, rồi mơ quá. Ủa, anh ấy có đường gì nữa? Vàng các bạn, mình cũng không đi xa xa quá, có thể bị lạc và không biết đường về. Là một bộ giáp vàng thì mắc 24 vàng và sắt thì mình tết được có 20 mấy, gần cũng gần được một sắt rồi bạn, một sắt. Tính chung lại là xác định luôn là sắt này thì cũng đã gần luôn. Bên này vàng. Vàng nhiều quá bạn ơi. Sắt nữa. Xem 22, 22 và 11 là mình có thể làm được một quả mọ bỏ cho nghe tính chung các bạn ơi. Mình trời, bây giờ mình cũng đã là xá bóng bò bả xá bóng. Hình như mình đâu đâu bị lợt các bạn ơi. Mình đi lại này, đây có đúc này, có đúc của mình đi qua. Đây nó mình ào ở đây này, qua đây ở đường này. Ông rung người cái nó bộ, hướng này như hướng nào, đúng là hướng này không, mà rung người của bọn ơi. Trung bom, trung bom. Hết cái gì đó nữa, đã tê người rồi, không cho người ta lên nữa. Ôi, lên được rồi coi. Tưởng lọt có bọn, tưởng là mình tưởng lọt các bạn. Đang sẵn sàng à? Lên cho kịp, lên cho kịp. Ôi, đá mẹ không ạ. Rung rung. Mắc cũng mắc à, mắc một sần cũng mới bọn ơi. Gần ta ra rồi. Sạch sáng của bạn ơi. Mình vừa lên thì trời đã hửng sáng, trời trong mùa sương rất là đẹp.
lát đường xanh xanh nó kêu quá đi. Nhá hồng. Ô, mình quay mất. Bỏng chữ kim cương. Ờ, mình có chuyện mình rất quá trái lạ lắm. Nè xem. Sạc sĩ Rai rỉ Ilamium Ithimium. Thấy chưa? Hiểm hứa không? Đừng coi xem là cái gì đẹp đẹp. Đây à, đường ray, đường ray. Chắc mình sẽ làm một đường ray. Chắc tập sau có thể mình có thể làm đường ray chấm tiền. À nên xem cái xe to này bao nhiêu khối bình quang. Hình như là cái này là trong cái lồng đèn. Rồi nó qua trở lại ở đây. Và hôm nay thu hoạch. Để xem hôm nay thu hoạch bao nhiêu. Vẹn vòng hêm nhé. Đây này là 640. Yeah, đây. Làm gì mà cái này tăng nhanh. Đây. Cái đầu hồng mình đào xuống ở đây. Vì có một người đang đào rung quá. Mình xem. Muốn làm ở tròn thì phải có nhiều tơ. Tơ thì phải có 7 cái lận. À 7 cái thì phải đi rất là nhiều con đó. À mình có bóng cây bên kia. Mình quay mắt là mình phải chuẩn bị sợi tơ rất là nhiều. Và thôi video này cũng đã khá dài rồi các bạn. Mình xin kết thúc tại đây. Nếu các bạn thích hay thì các bạn hãy nhấn vào like, share và subscribe và nhấn vào cái chuông để nhận những thông báo nhất của channel mình nhé. Và see you again.